Xin chào mừng quý chị nhà đầu tư, chào mừng anh chị đến với Ichimoku Stock. Vâng, em là Bá Quyền, là tổ thành viên tín hiệu của team Ichimoku Stock của chị nhá. Thì trong các buổi khi mà cứ kết thúc trong cái phiên giao dịch hàng ngày thì em Quyền lại có những nhận định về những cái mã cổ phiếu nó biến động mạnh trong cái phiên ngày hôm nay để anh chị nắm bắt được những kịch bản trong những cái phiên tiếp theo có thể là sẽ có những cái điểm mua hoặc là có thể là sẽ những cái điểm bán để anh chị nắm bắt được cái kịch bản của những cái cổ phiếu và biến động mạnh trong những cái phiên sau một cái phiên giao dịch anh chị nhá. Vâng, thì đầu tiên thì hôm nay thì có cổ phiếu SB này, Hoa Sen này, HPG, STB, VBank, VND, chứng khoán SI, SS, ACB và Dioblova. Thì em Quyền sẽ đi nhận định và chia sẻ những cái mã cổ phiếu này, liệu có những cái mã thì tăng, có những mã thì giảm, thì tăng anh chị có thể mua đuổi được không, và những cái mã đang chỉnh nhẹ thì mình có thể mua được hay không. Thì xin mời quý chị vào xong cái buổi review về các mã cổ phiếu của em Quyền ngày hôm nay. Thì đầu tiên là đối với cổ phiếu SB, đúng không ạ? Quý anh chị thì đối với cổ phiếu SHB, về mặt dài hạn thì các bạn nó vẫn đang là một cái xuống tăng thôi, và nó là cái pha điều chỉnh tương đối là sâu, chiết khấu rất là sâu ở cái vị thế về mặt dài hạn này, và nó đang trên một cái đà hồi phục trở lại những cái vùng cân bằng như là vùng 12.6 hoặc là cái vùng cân bằng chính là cái vùng giá 14.1 đối với vị thế về mặt dài hạn. Trung hạn thì đang là rơi vào một quá trình tích lũy và cái cơ hội bùng nổ nó cũng có, khi mà như anh chị nhìn thấy đây, anh em nhìn thấy đây đang có xuất hiện một cái vùng eo bay rất là mỏng, cái cơ hội để nó bùng nổ vượt qua được những cái eo bay này rất là cao. Thế đối với vị thế về mặt ngắn hạn thì mới vừa rồi nó vạch qua được một cái vùng cản là giao găm, và hiện tại thì nó chưa cho một cái nhịp mà test lại đối với cái giao găm này. Thường thường thì tỷ lệ mà 80% nó test lại những cái vùng giao găm, nó vượt qua 80%, nó vượt qua lại những cái vùng giao găm mà cứng và mạnh như này thì tỷ lệ 80% nó sẽ test lại. Thì test lại thì anh em chú ý cho Quyền là có thể mua ở những cái vùng giá là 10.5, 10.5 đến có thể là 10.4 đến 10.5 là cái những cái vùng giá mua rất là lý tưởng của anh em. Nếu mà nó điều chỉnh thì anh em có thể canh mua lại vùng giá này, đúng không ạ? Đó, và nếu nếu mình mua vùng giá này thì mình đặt cái tỷ lệ cắt lỗ dưới này một chút xíu anh em nhé, khoảng giá 10 gì đó, anh em đặt cắt lỗ khoảng tầm giá 10, khoảng giá 10 đi, giá 10 anh em đặt cắt lỗ vị chi là nếu điều chỉnh thì mất khoảng 0,5 giá, đúng không ạ? 0,5 giá. Nhưng đây là cái cơ hội nhé, cái cơ hội để anh em nắm bắt được kịch bản cho những cái vị thế chung và dài hạn nhé, chung và dài hạn anh em nhé. Trung hạn của nó đang có cơ hội để vượt qua eo bay này, cũng như dài hạn thì nó đang có những cái động lực mà hồi về lại những vùng cản này, đúng không ạ? Và cái vùng cân bằng của nó là vùng 14 này cơ, 14, thế nên là vẫn được tầm vài like nữa. Thì anh em chú ý cái vị thế về mặt ngắn hạn có thể là anh em sẽ tham gia ở vùng giá 10.4 đến 10.5 nếu có một cái những cái nhịp mà test lại trong cái thời gian tới. Còn trường hợp mà tiếp tục tăng thì cái vị thế tăng tiếp thì anh em đừng lên đua nhé, nó tăng tiếp thì anh em không không mua, nên chờ đợi những cái phiên điều chỉnh và mua lại những vùng giá đỏ và mua tại vùng hỗ trợ, thì lúc đó cái tỷ lệ mình cắt lỗ thì nó rất là thấp, còn cắt lỗ vùng giá 10 gì đó anh em, đúng không ạ? Cắt lỗ vùng giá 10 gì đó anh em nhé. Thì là cái cổ phiếu SHB, anh em thấy hay thì ủng hộ Quyền bằng những cái nút like và thả cho Quyền những cái quả tim sau cái những cái buổi review này ở dưới những cái bình luận anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tiếp theo đối với cổ phiếu Hoa Sen và HPG là dòng thép trong cái nhịp vừa qua, thì đâu đó thì Hoa Sen và HPG là hai những cái phiên mà tích lũy, Hoa Sen đặc biệt là Hoa Sen tích lũy rất là đẹp trong cái sự ngắn hạn. Nhưng về cái góc nhìn thì anh em có thể sẽ theo dõi Quyền chia sẻ trong cái nhịp này để anh em liệu chúng ta có vào được hàng hay không, đúng không ạ? Thế đối với vị thế của Hoa Sen ở cái nhịp trung hạn và dài hạn thì nó vẫn đang là một cái xuống tăng, và ngắn hạn và dài hạn đang là một cái xuống tăng, thì trung hạn là khung tuần thì đang bước vào một cái quá trình chuyển giao để chuyển sang một cái xuống tăng, đúng không ạ? Giá thì đang nằm trong bay thì nên sẽ có những cái pha rung lắc. Thế thì đối với vị thế về mặt dài hạn thì dài hạn nó cũng đang một cái nhịp điều chỉnh cùng với thị trường, chiết khấu rất là sâu tại vùng đáy là 6.8, thì khả năng cái cơ hội mà tạo đáy đối với Hoa Sen ở đây rất là cao rồi, và cái vùng cân bằng chính của nó là vùng 21.5, 21.5 cho đến vùng 22 đối với cổ phiếu Hoa Sen. Thế nên là cái động lực trong ở cái vị thế về mặt dài hạn nó vẫn có những cái cơ hội để hút giá về trên vùng giá này anh em nhé.
vẫn có cơ hội để hút giá về cái vùng giá trên này 20 hay 21.5 cho đến vùng 22 là cái vùng đối với vị thế về mặt dài hạn. Thế còn trung hạn sao ạ? Trung hạn thì nó đang rơi vào quá trình tích lũy thôi, và hiện tại thì nó đang củng cố lại cái xu hướng ở cái vị thế về mặt trung hạn, là nó đang rơi vào những cái trạng thái trong mây, đúng không ạ? Thì nó chưa rõ ràng xu hướng trong nhịp này, nó đang cần phải củng cố lại đó. Thì nếu trong thời gian tới mà hoa sen tiếp tục tích lũy ở cái vị thế và trung hạn và vượt qua được những cái vùng mây, thì lúc đó nó chuyển sang một cái xuống tăng, thì lúc đó chuyển sang xuống tăng ở cả vị thế về trung ngắn và dài hạn nó đồng pha nhau, thì nó sẽ cho những cái biên độ tăng, thì tăng rất là mạnh đối với hoa sen. Thế thì hoa sen thì cái động lực mà ở trung tuần thì nó đang gặp những vùng mây rất là to, và đối với ngắn hạn thì nó đang rơi quá trình tích lũy cũng tương đối là chặt chẽ, và có khả năng có những cái cơ hội bùng nổ lên. Và trong khoảng tầm nếu trong vòng 3 phiên tới nó có sự bùng nổ là anh em cũng chú ý quan sát đối với hoa sen. Thì với cái việc cổ phiếu hoa sen này, thì nếu cá nhân mà quyền giao dịch ở những cái vùng mà tương đối là cao từ cái thời điểm trước đó, đúng không ạ, tạo đáy, thì anh em có thể là sẽ tham gia những cái vị thế nó thật sự là an toàn anh em nhé. Nó đang bị vướng cái trung hạn đấy, thế nên là vẫn quá trình tích lũy là chuyện bình thường thôi đó. Hết sức anh em hết sức lưu ý, có thể chúng ta sẽ canh test ở những vùng mây này, vùng mây hoặc có thể sâu hơn đoạn này, thì anh em có thể tham gia để ưu tiên một cái vị thế mua nắm giữ cho cái chung và dài hạn đó anh em. Thì việc mua mới này, vượt đỉnh mua mới, thì cá nhân quyền thì cũng không không khuyến nghị cao cái nhịp này để anh em tham gia đối với cổ phiếu hoa sen, vì nó đang xuất hiện những cái ích là đang dấu hiệu bán ra một chút xíu, đúng không ạ, áp lực tích cung bán ra đó ở cái vị thế trung hạn thôi. Thì anh em hết sức chú ý với cổ phiếu này đó, có đánh nếu có đánh thì vượt đỉnh thì anh em đánh ra vào thật nhanh, đúng không ạ. Ví dụ là nó mà bật tăng thì anh em tiếp tục nắm giữ, nhưng mà anh em mà mua xong thì nó lại điều chỉnh giảm, thì khi hàng về anh em xử lý luôn tài khoản đối với cổ phiếu hoa sen này. Tiếp theo đối với HBG, thì HBG thì đâu đó đúng không ạ, HBG thì cái ở cái dài hạn cũng như là cái ngắn và trung hạn thì đang là nhập điểm, dài hạn thì đang là một cái xuống tăng. Thì dài hạn thì nó cũng đang là một cái nhịp hồi phục trong một cái pha điều chỉnh trước đó, đúng không anh em. Đây thì đối với Hòa Phát là cổ phiếu quốc dân thì nó đã hồi về lại được những cái vùng cân bằng, là cái vùng giá là 22.6, nhưng về cơ bản là cái vùng cân bằng của Hòa Phát nó nằm từ vùng 27.7 cho đến cái vùng giá là ở hai vùng 25.8, thế nên là cái cơ hội mà nó vẫn còn tiếp tục vượt lên được cái vùng giá 25.8 rất là cao ở vị thế về mặt dài hạn, nhưng đang xuất hiện áp lực tiếp cung bán ra ở cái vùng cản là vùng 22.6. Thế thì vừa liệu cái vùng cản này có vượt được qua hay không thì anh em có thể chú ý ở cái khung ngắn và trung hạn hơn. Thế thì trung hạn đây, thì trung hạn nó cũng đang gặp những cái vùng mây rất là to, và nó cũng đang cho những cái nhịp mà tích lũy thôi. Cái cơ hội để mà đầu tư ở cái vị thế chung và dài hạn thì theo cá nhân quyền thì chưa chưa thỏa điều kiện để mình có thể tham gia ở những cái vị thế chung chung và dài hạn. Ngắn hạn thì nó đang làm cái nhịp tích lũy tương đối là chặt chẽ, và đang tạo ra cái đúng ạ, đang ở một cái vùng rất là nhạy cảm, có thể là sẽ có những cái cú vách qua được cái cây sóng giảm này, vách qua cây sóng giảm này. Tuy nhiên thì nếu điều chỉnh đúng ạ, nếu mà HBG mà có điều chỉnh lại ở những cái vùng dưới, những vùng đáy cũ này, nó quanh cái vùng giá 19-20, 19.5 đến vùng 20, thì anh em có thể quan sát chú ý giải ngân cho mình, và có khả năng nó sẽ có những nhịp tiếp theo nó bùng nổ qua cái đoạn này, vì bắt đầu nó thu hẹp lại cái góc độ của tam giác rồi, thế nên là nó sẽ có những cái cơ hội nếu bật tăng nhịp tới này thì nó sẽ là cái nhịp bật tăng rất là mạnh. Thì anh em hết sức lưu ý đối với cổ phiếu HBG. Thì HBG thì theo cá nhân mình thì có thể là một là sẽ trở về vùng bên dưới 20 thì anh em tham gia, hai là có cú vách lên sau đó test lại thì anh em có thể mua lại những cái pha test lại nhé, có thể mua mình mua pha những cái pha test lại này để đảm bảo đúng không ạ? Để đảm bảo xem nó kiểm tra lại cái đường cản chéo này liệu nó đã thật sự là vượt qua được hay không anh em nhé. Thì cái target thì xong thì khả năng đến vùng 22.5, 22.5 trước vị thế về mặt ngắn hạn đối với HBG. Ok anh em nhé. Tiếp theo đến với STB và VBank, STB và VBank, STB đúng không ạ? Thì đối với cổ phiếu STB thì cái phiên ngày hôm qua ở cái vị thế về mặt ngắn hạn thì nó đã cố vượt qua được cái vùng Kijun, nhưng mà cuối cùng nó đóng cửa dưới vùng Kijun. Điều đó là điều rất là đáng tiếc cho cái phiên ngày hôm qua, và phiên ngày hôm nay thì nó vẫn test về đúng cái vùng cạnh mây, sau đó bật tăng lên đúng không ạ, bật tăng trở lại và vẫn đang bị kẹp giữa ở cái trong cái ao sen giữa Tenkan và Kijun.
Thế thì trong tương lai tới thì đâu đó đối với cổ phiếu STB thì cá nhân quyền thì nó khoảng rơi vào khoảng tầm 5 phiên nữa, nếu có những cái sự tích cực thì lúc đó mình có thể tham gia mua đối với STB. STB anh em nhé. Thì STB thì chú ý mua vùng giá này thôi, trong vòng khoảng tầm 5 phiên tới nếu có động lực thì anh em mua, và mình cắt lỗ bên dưới vùng vây một tí, nó khoảng rơi vào khoảng tầm 24.4 24.4 đối với STB, và cái vị thế chốt lời có thể là sẽ canh lại vùng giá 27.3 27.3 gì đó, và có khả năng là sẽ hơn, đúng không ạ, có khả năng sẽ hơn đó đối với STB. VBank thì đang có dấu hiệu chỉnh về ngắn hạn rồi. VBank thì anh em nhìn thấy rồi, mà trước đó thì VBank cũng mấy cái phiên trước thì cũng biến động rất là mạnh, thì Quyền đã chia sẻ cho anh em đối với cổ phiếu VBank rồi. Thì VBank đây là cái vùng mua của team mình ở trong cái giai đoạn vừa qua, đã cho một cái biên lợi nhuận tăng rất là cao, đúng không anh em, và đang có những cái nguy cơ chỉnh ở những cái vị thế về mặt ngắn hạn thôi đó, chỉnh về ngắn hạn thôi, và khả năng tiếp tục một cái xu hướng chính của nó là xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nhưng mà quyền để ý ở đây thì có đối với cổ phiếu VBank thì đối với chỉ báo RSI của mình nó nằm trên cái vùng bobot, và chỉ báo tâm tâm lý Fibonacci Index nó đã có những dấu hiệu là đi xuống anh em nhé, thì tâm lý của nhà đầu tư đã không còn những cái sự hưng phấn nữa đã bắt đầu đi xuống, thế nên là đối với VBank có thể là sẽ có những cái pha điều chỉnh về lại những vùng giá 19, thì đâu đó anh em chú ý ở vùng giá 19 để quan sát để tham gia sau. Đó, tham gia sau này đoạn này anh em nhé. Còn đoạn chuyện ví dụ trong những phiên tới mà nó có những cái đà bật tăng, có thể là sẽ có những cái đà bật tăng nó vượt qua được những cái vùng đỉnh cũ này đó, nhưng mà nó có khả năng nó sẽ bị đảo chiều ở tại vùng giá đó rất là cao, tại những cái phiên đó rất là cao. Thế nên đối với VBank thì theo cá nhân quyền là anh em có hàng thì chú ý các phiên sau nếu điều chỉnh thì anh em cũng canh canh bán hoặc là hạ bớt tỷ trọng cho về cái vị thế an toàn, còn việc mua mới thì nó chưa đủ điều kiện để mua đối với VBank anh em nhé. Ok anh em, nói chung là trung hạn thì nó ấy thôi, trung hạn đây thì khả năng test lại cái trung hạn này vùng 20.5 tích lũy, đúng không ạ, tích lũy trong vòng khoảng tầm vài phiên tới, nếu có động lực tăng thì tăng ok, tăng ok đối với VBank anh em nhé. Thì anh em chú ý đối với VBank trong ngắn hạn này. Tiếp theo đối với VND và SI và SHS là công ty chứng khoán, đúng không ạ, công ty chứng khoán. VND thì về với vùng giá 15 cho đến vùng 15.2, có thể là 15.3 thì anh em có thể là chú ý giải ngân được, vì trước đó là VND nó đã test lại với cái VND nó test là nó vượt qua cản chéo, sau đó test lại này, thì lần thứ hai nó vượt qua cái vùng cản giao găm, thì khả năng nó sẽ có lần test lại nữa, thì lần test lại tới anh em chú ý cho Quyền ở cái vùng giá 14.15 15 cho đến vùng giá 15.2 đối với cổ phiếu VND để mình có thể giải ngân. Nói chung là ở vị thế về mặt dài hạn thì nó cũng là một cái pha hồi phục lại trong trong ngắn hạn thôi, đúng không ạ, trong dài hạn của nó hồi phục lại ở cái pha điều chỉnh của dài hạn này thôi anh em nhé. Thì cái vùng cân bằng của dài hạn có khả năng nó sẽ ở vùng giá 18.6 18.6, và cái vùng cân bằng chính của nó vùng giá 22.5 22.5 đối vị thế về mặt trung hạn, dài hạn. Thế còn về trung hạn thì nó đang là cái nhịp mà tích lũy thôi, từ cái sự tích lũy của cái trung hạn nó rất là tích cực, nó nằm trên được những cái vùng Tenkan và Kijun, nó đó là cái mở ra cái cơ hội mà có khả năng thị trường bật tăng rất là cao, cộng với cái động lực của VND, đúng không ạ, có những cái động lực mà bên trên này LBay thì khả năng nó sẽ có những cái vượt qua được cái vùng EMA này rất là cao, và cái mục tiêu hướng tới của nó là vùng giá 19.5 19.5 đối với VND ở cái vị thế về mặt trung hạn anh em nhé. Thế còn ngắn hạn thì như anh em nhìn thấy đây, ngắn hạn đối với VND thì nó cần test lại nhé, nó một pha hồi lên nó sẽ có test lại này, test lại sau đó thì nó tiếp tục bật tăng tiếp diễn. Đó, khả năng là tiếp tục bật tăng tiếp diễn trong ngắn hạn đối với VND rất là cao, thì anh em kiên nhẫn chờ đợi về lại những vùng chỉnh lại vùng giá 15 đến 15.2 3 thì anh em tham gia, đúng không ạ. Tiếp theo đến với cổ phiếu SI, thì SI thì thật ra thì nếu mà về suy xét cho cái vị thế về mặt ngắn hạn trong đoạn này thì Quyền nhìn nhận thấy nó chưa đủ cái điều kiện để mua anh em nhá, thì khả năng là nó sẽ còn có những cái pha chỉnh nhẹ về những vùng giá 20.3 và có thể sâu hơn là cái vùng giá là 19.9, đúng không ạ, 19.9 đối với SI. Thì SI thì lên chờ chỉnh thôi, còn việc mua mới mua vượt đỉnh
ở cái phiên đây này, cái phiên ngày 21 tháng 5. À 21 tháng 3 so với chị. Đúng không ạ? 27 tháng 3 nha chị. Ở 27 tháng 3 thì nếu nó vượt qua vùng giá này thì khả năng nó cũng không không tăng mạnh đâu, nó khả năng nó sẽ nguy cơ chỉnh rất là cao. Thì đối với SI thì anh em kiên nhẫn có thể chờ về lại những vùng dưới vùng 20 đến 20.3 mình có thể tham gia đối với SI. Và chứng khoán Hà Nội Sài Gòn thì chứng khoán Hà Nội Sài Gòn thì nói chung là nó là cái những cái nhịp mà biên độ tạo ra những cái biên độ rất là hẹp và có những cái pha mà kéo xả kéo ATC nó chỉ có 100 cổ phiếu thôi ở những cái pha mà ATC anh em nhé, ATO đúng không ạ? Thế nên là nó làm nhiễu cái sự nhiễu cái sự sự nhiễu cái sự phân tích của chỉ số của đối với SS này. Thì đối với SS ở vị thế về mặt ngắn hạn thì cái phiên này mình có thể đánh giá là cái phiên test lại cái giao găm, thì liệu ngày mai nó có lấy lại được cái vùng giao găm hay không. Thì nếu nếu ngày mai mà thị trường mà lấy lại được cái 1055 đúng không ạ, 1055 và đóng cửa tích cực, và đối với SS mà lấy lại được cái vị thế ở trên được cái vùng giá là vùng giá chín, thì lúc đó lại rất là tích cực cho cái chung và dài hạn. Thì anh em có thể chú ý mà giải ngân được cái vùng giá chín đó, vùng giá chín đối với SS nhé. Nếu nó vượt lên vùng giá này và rơi vào những cái trạng thái tích lũy thì anh em có thể tham gia được đối với SS này. Rồi thì tiếp theo đến với cổ phiếu ACB và Novaland đúng không ạ? Novaland thì sau có những cái thông tin mà được xử lý được cái ba cái lô trái phiếu anh chị anh em, thì nó cũng là một cái dấu rất là dấu hiệu rất là tích cực rồi. Tuy nhiên thì đối với Novaland thì về mặt ngắn hạn nó có khả năng nó sẽ là có những cái pha chỉnh nhẹ trong ngắn hạn thôi, nên anh em cũng không hết sức gì phải lo ngại cả. Đây thì nó hồi phục lên và nó chạm những cái vùng mây đúng không ạ, nó chạm vào những cái vùng mây và sau đó nó có những cái pha điều chỉnh. Đây thì đối với Novaland thì kịch bản xấu thì có thể sẽ điều chỉnh về lại những cái vùng giá là vùng giá 12 11.9 đến 12 đúng không ạ, thì anh em có thể tham gia lại đối với vị thế về mặt ngắn hạn nhé. Và đặc biệt là trong cái dài hạn này thì Quyền đang nhìn thấy có một cái đúng không ạ, có một cái khả năng là nó sẽ là cái nhịp mà giảm về vùng cái kênh giá này. Có thể sẽ về đây hoặc có thể sẽ điều chỉnh về cái vùng kênh giá này sau đó hồi phục trở lại, thì anh em có thể quan sát ở những cái vùng Tenkan và Kijun để mình đưa ra những quyết định anh em nhé. Đó thì anh em có thể sẽ đưa ra những quyết định trong những thời gian tới. Nếu vi Lovaland mà điều chỉnh về vùng giá 12 thì mình có thể quan sát mình tham gia được đối với Lovaland anh em nhé. Tiếp theo là đến với cổ phiếu ACB, là dòng nhóm ngành ngân hàng, leader của thị trường, ngân hàng là leader của thị trường anh em nhé. Ok thì anh em mà thấy hay thì sau cái buổi review này thì anh em có thể chia sẻ rộng rãi cho Quyền đến những cái loại đến đến những cái Facebook của anh chị hoặc là Zalo, hoặc là chia sẻ những cái nhóm cộng đồng càng tốt anh em nhé. Ok thì đối với cổ phiếu ACB thì ACB thì nó cũng đang làm cái nhịp mà có thể nói là đang cái nhịp tích lũy tương đối chặt chẽ, và đâu đó nó đang ở những cái vùng cạnh cuối của cái vùng cản tam giác này rồi đúng không ạ, đó là những cái vùng đáy điều chỉnh về lại những cái thu hẹp lại cái ấy rồi, với lại cái góc của tam giác này rồi. Thì khi nó thu hẹp lại cái góc của tam giác này thì nó sẽ có những cái sự bùng nổ rất là cao, một là bùng nổ về cái chiều tăng, hai là bùng nổ về cái chiều giảm. Thì nhưng mà ở các đoạn này đó, thì ở các đoạn này thì em thì Quyền đánh giá là ở cái nhịp mà bật tăng cao hơn đối với cổ phiếu ACB này. Thì anh em có thể chú ý đối với bắt ACB nếu có những cái phiên mà vượt qua vùng 24.9 đúng không ạ, 24.9 anh em nhé, thì nó vượt qua được rồi thì đâu đó có khả năng nó sẽ là cái nhịp mà bật tăng rất là tốt ở cái vị thế chung 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 cũng như là về ngắn hạn này, nó đang rơi vào những quá trình tích lũy cơ hội nó rất là sáng đúng không anh em, cơ hội rất là sáng đặc biệt là trong ngắn hạn anh em nhé. Ok thì đó là cái 10 cái mã cổ phiếu biến động mạnh trong cái phiên ngày hôm nay, thì có những cái mã có điểm mua cũng như là có cái mã mà không còn điểm mua nữa. Thì anh em mà thấy hay thì hãy ủng hộ Quyền bằng những nút like, để Quyền hàng ngày sẽ ra những video rất là ngắn để đem lại những cái ý nghĩa cho anh chị trên thị trường chứng khoán này anh em nhé. Ok thì trong quá trình đầu tư thì anh em mà chưa được có những cái sự hỗ trợ và tư vấn tốt, thì anh chị mà có mua nhu cầu để tham gia vào những cái zone VIP
của team thì anh em ví dụ đây là Tôm VIP anh em này. Tôm VIP vừa rồi đã cho anh em tham gia những cái mã cổ phiếu rất là tiềm năng. Đây đây là cái danh mục cổ phiếu khuyến nghị đã cập nhật từ phiên ngày hôm qua đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thị trường nó không biến động nhiều. Vì về cái hoàn toàn thì các mã cổ phiếu thì nó vẫn đang ở những cái trạng thái đứng nguyên thôi. Đúng không ạ? Trạng thái đứng nguyên thôi, không có biến động gì anh em nhé. Thì đây là cái danh mục mà team đã cho anh em tham gia trong khoảng thời gian vừa qua, team của anh em Ichimu Stock và cho khách hàng bắt anh em nhé. Nếu anh em mà có nhu cầu tham gia những cái zoom VIP mà chất lượng như này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em thì em Quyền sẽ hỗ trợ cho anh em. Nếu anh em mà bên giao dịch bên công ty chứng khoán VMS thì anh em mạnh dạn chuyển về ID của Quyền là Y665, 665 thì Quyền sẽ liên lạc lại sau và hỗ trợ quý chị sau. Thì đây là cái ID của Quyền. Đây, đây là cái ID của Quyền thì anh em vào app này, anh em tích vào cái hình đại diện này. Sau đó nó xuyên xuyên sang một cái đoạn có một ô mới. Đó anh em thay đổi chuyên gia và bên sang ô thứ ba là anh em tích vào ba ô là chứng khoán niêm yết và cổ phiếu trái phiếu doanh nghiệp và money market. Sau đó anh em tích vào ba và anh em điền cho Quyền cái Y665, đây là cái mã môi giới của Quyền. Đó, và anh em ấn xác nhận thì sau đó thì Quyền sẽ liên lại sau quý chị, hoặc là chị có cái những cái em Quyền để lại giữ cái stock chat màn hình thì anh em có thể đăng ký vào đó anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều, thì hy vọng là cái chia sẻ nhỏ đem lại những cái lợi ích cao cũng như là cái góc nhìn để cho anh em có những cái giao dịch trong cái phiên tiếp theo để tránh những cái rủi ro không đáng có khi mà các mã cổ phiếu nó biến động mạnh anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh em.